Tachi là Han gia đời thứ nhất của đảo Sương Mù và hắn cũng là phân thân của Thái Cổ Thần Long. Han gia đời thứ nhất cầm Long Tước Bội Đao chẳng diệt Hải Thú Hỗn Mang, sau cùng kiệt lực ngã xuống, thậm chí Long Tước Bội Đao cũng bị Hải Thú Hỗn Mang nguyền rủa. Theo năm tháng bể dâu, các đời Han do đảo Sương Mù về sau không ngừng thống lĩnh các ninja dưới trướng chống cự hải thú hung ác. Có một lần lúc hải thú sắp đột phá phòng tuyến, tiếng đao ngâm gầm vang trên chiến trường, một thiếu niên ngang trời xuất thế, mà vũ khí trong tay hắn chính là bội đao trong truyền thuyết của Han gia đời thứ nhất, Long Tước. Thanh đao này chính được rèn từ răng của Thái Cổ Thần Long. Bản thân lưỡi đao đã có đao khí sắc như gió cắt, tiếng ngâm của đao khi thì như ma khử gào thét, khi thì như long gầm hổ hống. Đảo Sương Mù đã ngưng luyện thần hồn của hắn, đao chính là hóa thân cho thể xác của hắn, cơ thể mới đã kế thừa được linh hồn của Han gia đời thứ nhất. Hắn là ninja tuyệt đỉnh của đảo Sương Mù nhưng phong cách chiến đấu như những samurai mãnh hổ phong lôi. Hắn tên là Tachi. Long Tước vung lên, tà ma đều diệt. Các đời Han do đều cùng hắn sánh vai chiến đấu, bọn hắn đều sợ hãi thán phục trước sức chiến đấu ngoan cường của thiếu niên này.